Nổi bật giữa công viên Thống Nhất Hà Nội trong dịp Giáng sinh năm nay có một cây thông rất đặc biệt, có 102. Cây thông cao khoảng 5m với đường kính hơn 2m này được kết từ 2.000 cành hoa ly đủ màu rực rỡ, tạo thành điểm nhấn vô cùng bắt mắt. Mặc dù ngoài trời đang rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ C, thế nhưng rất đông người dân thủ đô đã tới đây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm với cây thông độc đáo này. Tôi vừa mới chụp ảnh ở đấy mà tôi đã trầm trồ nên tôi bảo là một cái cây thông tuyệt vời, có giá trị. Các loại, một cái loại hoa này rất là đắt tiền và rất là giá trị đấy. Và rất thích đổi mới. Noel sắp đến thì khắp nơi đều đang làm cây thông, có thể bằng cây thông thật hay các chất liệu khác nhau. Nhưng ở đây vì chúng tôi làm hoa nên chúng tôi cũng muốn đưa đến một cây thông hoa thật. Mình có cái sự tươi mới trong năm mới đến. Và mọi người nhìn thấy cây thông hoa thì sẽ cảm thấy trong lòng rất là vui. Tới với công viên Thống Nhất những ngày này, người dân không chỉ hồ hởi check-in với cây thông Noel mà còn được chiêm ngưỡng hàng trăm loại hoa đến từ khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Đây là những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội miền hoa Hà Nội năm 2023. Hiện tại trong công viên thì chúng mình cũng nhìn thấy rất là nhiều các loài hoa có sẵn ở đây, như là hoa túy điệp, hoa sao bướm, hoa sắc pháo là những hoa truyền thống của làng hoa Hà Nội rồi. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt đưa về đây là các loại hoa từ miền Nam ra. Sa Đéc có hoa bông trang, Đà Lạt có hoa cẩm tú cầu, và đặc biệt là có một lượng rất là lớn hoa li li từ Hà Lan, chúng tôi nhập khẩu củ giống về và trực tiếp trồng tại Hà Nội này. Lễ hội hoa được bố trí tại đảo Dừa và đảo Thống Nhất trong khuôn viên công viên Thống Nhất, diễn ra từ ngày 21 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024.